Ok, hello everybody, hello mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình ngày hôm nay nha mọi người. Ok, thì video ngày hôm nay là mình sẽ tiếp tục review một con vật đèn Lego do chính mình làm nha mọi người. Này, đây là bộ Lego mình vừa hoàn thành xong nha mọi người. Bộ Lego này cho chính tay mình làm nha mọi người. Thì bộ Lego này thì là một bộ Lego mini nha mọi người, mỗi ly loại này loại nhỏ nha mọi người. Đấy, mình làm bộ Lego này xong thì mất tầm khoảng 10 đến 15 phút thôi nha mọi người, rất là nhanh nha mọi người. Nếu mà ai mà khéo tay thì có thể làm nhanh hơn mình nha, mình thì làm tầm giờ đó nha mọi người. Ok, đây là chắc hẳn mọi người một